Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Bê. Chắc có chó. Trời, quả nó bay nè cả nhà. Barbie cuộc dây văng vọng. Thấy không? Mình văng ở đây nè cả nhà, cái cây thấy xa mà văng lên được nè. Đưa mạnh lên cái. Cái giỏng này đâu có sợ đâu. Ở đây té cũng không đau hung nè, bữa hỏi mấy chỗ hỏi nó té sợ. Lấy cái chân lên. Lấy cái chân lên, lấy cái chân lên. Ừ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Lấy cái chân lên, để giật cái dây. Mẹ phần, phần ơi đừng nữa hả mẹ. Được. Anh ra. Rồi xong chưa? Dạ. Thì mẹ đưa nha. Dạ. Anatu set. Thế nào? Thế cô gặp thế? Thế nào? Cái cô khứ này gặp chả mà. Cái chung mấy đứa nhỏ này nó thấy cái giọng nó khoái nè. Ba đi ngồi đằng lèo kia đó cả nhà. Đưa nữa nha, chúc nữa nha. Dạ. Chấm thơ. Thúc tay gắn đê. Ông Kim cực kỳ thích. Đưa giọng nè, bây giờ không chịu làm gì hết. Đưa giọng thôi. Dí vào cầu giang đông đinh. Xuống. Xuống. Ôi ê. Xuống, xuống. Xuống đi. Đã muốn đi. Không 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 ăn một số. Đợt thay cái chân ta. Ông mà xem tết thật chứ. Ừ. Cái, 그거 앉아 있는 것보다 누우면 더 편해. 잠이 솔솔 와요. 잠이 와. 나 베트남 가면 잠 엄청 자요. 그래서. 어때? 괜찮아. 어. 무서워. 어지러워서 싫어. 야, 난 내려. 좋다. 누워. 오! 택 와! rồi mình bắt đầu chuẩn bị buổi tối cả nhà ơi. Barbie sẽ hầm gà nha. Ơi. Ừ, từ từ. Nè, xăm cái tủ lớn này nè cả nhà, mà nó lạnh lắm luôn. Ừ, đúng rồi. Đó, nhìn là cái tủ nè cả nhà, nó rộng này. Mình sẽ hầm gà kiểu Hàn Quốc. Gà này là mình đã rửa sạch rồi, mình mổ bụng rửa sạch. Rồi bắt đầu bỏ vô cái bịch lại, mình hút chân không. Rồi bây giờ mình cứ bỏ vô là nấu thôi cả nhà. Gà thả vườn nha. Trời nó bụng quá nhà gà bé của khoa. Ừ. Cái này là cái bịch để mình hầm gà đó, bịch thuốc bắc. Ồ. Hai con gà thả vườn. Đó là mình làm rồi hết rồi nha cả nhà. Mình mổ bụng rồi hết rồi. Cái này là xăm. Trời ơi. Quá trời xăm luôn. Ăn gì sao chịu nổi ta. Dạ kìa, him. Hành. Hành ba rô với lại là cái này là táo tàu nha cả nhà.
Đây. Táo tàu nè. Đó. Ừ. Của tôi. Của tỏi. Của tỏi không, không có bỏ của tỏi rồi. Quên đem của tỏi rồi. Ở tới kìa. Thôi đi, kệ đi. Nè, bào ngư, bào ngư. Bào ngư. Mình quên đem của tỏi rồi. Bữa nay nói để mình đem của tỏi mà mình quên. Nè. Cái này là con bạch tuộc nha cả nhà. Đó. Bào ngư mình đã rửa sạch rồi. Thì tất cả là mình đã rửa sạch hết rồi. Mình chỉ cần bỏ vô đây là xong. Nấu là xong. Mình bỏ. Đi đâu vậy? Nước. 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 Đi. Đi lấy nước bỏ vô. Nè. Cái này là nước ở Chi Chu á, là ở đâu có vòi nước là mình cũng uống được, cái nhà mình cũng sử dụng được luôn. Nhìn mặt nè. À, 힘들어. Nữa chạy nữa. Trời, cái liền mà nó đẹp quá trời luôn. Chà ca, cô đi thêm thư đủ dịp qua nhé. Cái liều mình nè cả nhà, quay từ đây nó đẹp quá trời luôn. Này là cái bếp ga nha, cái bếp ga nhỏ mình sẽ nấu ở đây. Cái này là không xứng lứa nhiều đâu gì trơn nè. Một cái thì bự quá, à, bà thì bự quá, ông thì nhỏ xíu nè. Nè. Rồi mình để. Nè. Mình nấu nồi áp suất cho nên là khoảng 5 phút là có ăn rồi đó cả nhà. Giờ bắt đầu quay bi nha. Hôm nay không có người đâu, chỉ có mấy cái lều này là người ta ở đây luôn á cả nhà, giống như người ta thuê từng tháng luôn á. Thuê tháng này qua tháng kia luôn, một tháng tầm chắc 10 triệu tới 12 triệu á. Thuê tháng ở đây là rẻ, chứ cái chỗ hôm bữa mình thuê là mắc một ngày 1 triệu, còn ở chỗ này một ngày có 400 ngàn thôi cả nhà. Có điện nè, có nước, có nhà vệ sinh, có chỗ rửa chén đầy đủ hết. Nhưng mà chỗ này là do nhà nước quản lý cho nên là nó rẻ hơn. Trời ơi, bà nội mệt con. Hả? Sao bắt bà nội đưa hoài vậy mệt? Là mẹ làm cho đấy. Mẹ làm cho hả? Dạ. Ừ. Mẹ làm cho mệt lắm. Mệt lắm. Bà nội. Làm cho xíu mạnh ha. Thôi con. Hai mẹ đi chút cơm ăn thọ ba lấy gì rồi. Trời, muốn làm mạnh là nó nguy hiểm lắm. Bữa hổm thì cái chỗ bữa hổm kêu đưa thì không chịu đưa, nhờ sợ nhát nhảy xuống chạy xuống cả nhà, không chịu la ôm sùm. Bữa nay thì đòi đưa mạnh lên, giống kiểu quen rồi đó. Bà nội biên thì lên ngồi chút xíu là xuống, là không dám. Cái chỗ này á, mình đi đầu tuần với giữa tuần là nó yên lặng lắm nha, còn mình đi cuối tuần á thì nó ồn lắm luôn. Tại vì cái chỗ dành cho em bé, giống như thích hợp cho em bé đó, nhiều người chú chơi á, cho nên là nó ồn. Em ơi, đẹp. Ừ. Đẹp. Ừ. Đẹp quá siêu luôn. Ừ. Say you love me. Say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer. Push me away. Let me know if we'll be okay. 'Cause I can't stand another moment of you playing with my mind. I'm so tired of never knowing. So spell it out. Trời ơi, chín rồi nè cả nhà ơi. Wow. Trời ơi, chắc ngon xỉu luôn. Wow. Con mực nè, con gà. Ôi.
Rồi bây giờ là mình bắt đầu ăn thôi. Ôi trời. Ba đuổi nó đi thôi mà, sợ nó ăn bánh của Bi á. Bi không có sao, Bi thích con mèo, Bi chồng có sao, bà Bi ăn nhiều hơn rồi. Bi cho con mèo không có sao, Bi mua nữa là không có sao. Chị mai mốt ba không đuổi mèo đi nữa nha. À, bà cho Bi quay cái cơ đồng của tôi. Cái gì cha nào? Con mèo hoang á, cả nhà nó vô á rồi cái sợ đó, nó ăn vụng á, cho nên là ba Bi đuổi đi mà khóc vậy đó. Bi thương động vật lắm. Rồi mai mốt ba không đuổi đi, hồi ba kêu mèo lại nha. Trời ơi. Hồi ba kêu mèo lại. À sao, đi luôn. Con có mèo cái gì mà? Luôn. Đi lại đây nha. Con có mèo. Con có mèo đó một chút. Ít ta ok. Ít ta tu à? Ừ. Trời. Mẹ ơi, mẹ cho bà nói trước đi. Cái này là 4 người, là mỗi người là nửa con nè. Bao ngư. Là cả nhà nó quá trời ngon luôn á. Rồi, xong rồi. Trời đất ơi. Nè, ngồi đi con. Xong rồi nè. Cái gì vậy? Cái vậy của con? Cái nhỏ đó. Cái này hả mẹ? Ừ. Ba nói nhiều. Ba nói nhiều nhất. Mẹ. Ừ, ba nói nhiều nhất. Nó lớn mà. Ôi nè, cả nhà xong xuôi hết rồi nè. Ngon không? Ngon không? Quá trời ngon luôn. Wow. Ngon. Nha. Trời ơi, mẹ không muốn ăn này đúng không? Nha. Nè, xong nè, mẹ ăn. Ăn gì thích. Con ngồi xuống qua đây con, cho bà nội ngồi ăn. Ăn chứ. Wow. Oteo. Mắt đây à. Đến đó một phút nữa. Wow. Sao con không ăn mực đi, bỏ qua cho mẹ vậy? Nè. Tao ăn. Không ăn hả? Tao ăn. Cái đó bà nội cho mà. Không. Của bà nội có kìa. Đặc chứ gà. Ừ. 안에서 사라져. Ừ. 부들부들해. 너무. 그렇죠. 그냥 좀 들어. con ngồi xích qua đây nè. Ừ. Đó khi đi gặp mình chưa đi hôn tới lên. Ngon cả nhà ơi. Ngon. Ừ. 봐, 밖에서 먹는 건 다 맛있어. 전생에 다 거지였어. 나 뭐야? 고양이 오면 아빠 이거 고양이 오면 줄게요. 여기가 매는 걸 냉이면. 꼭 매워라 삐까. 이런 뼈도 큰 뼈만 고양이한테 줘요. 비 rất là thương động vật luôn. 자, 아까이 cái nấu nồi áp suất mà, cho nên là nó mềm. Cái kiểu hầm gà mà kiểu Hàn này á, phải hầm mềm vậy đó cả nhà, chứ không có giống như là nấu cháo của Việt Nam mình. Cầm bóc tay luôn đi. Bóc tay luôn đi. Ồ. Cắp chứ cháo nhỉ chứ? Anh nhá. Đúng. Tôi không cắp chứ đây sợ rồi. À, thích ăn cắp chứ. Ngon quá. Bắt cái nào mà nó thang mà có mặt chứ ta. Tắt cái thang này mà. Bắt cái nào mà mẹ ăn quốc khu yang nghe gái xưa đây. Phải không bắp? Chú xin, có khẩu xoắn nữa. Ba bên nè.
có. Ừ. Hôm nay ăn đùi luôn nha. Wow, Barbie ăn là mất bang, chuẩn mất bang luôn. Tới Bi nè, đi mất bang cho cô chú coi cái. Wow. Bao măng nữa. Xong kìa. Bi ơi, Bi ơi. Hả? Bi, con mèo ăn cơm thích cưng là bi xíu. Con mèo thích cưng là xíu. Nha. Kỳ vậy. Đi cắm trại là chủ yếu là ngắm mèo á. Tại con mèo là muốn ăn đồi hoa. Ừ. Là ở đây người có cắm trại đồi ăn. Ừ. Mèo nó biết nó khôn lắm Bi. Thấy có đồ ăn là nó lễ à. Hai ba con luôn đó nha. Chỗ cắm trại nào cũng vậy. Bởi đồ ăn này kia không dám để. Gửi còn dư là phải bỏ tủ lạnh. Chứ không dám để ngoài. Tối là nó bò vô á. Bắt mùi hay lắm. Mẹ bắt mùi hay lắm. Má má xích trời. Thăm mô trời. Bốn người mà nấu hai con gà. Thăm mơ đi đâu mẹ. Để đưa con. Thăm mơ đi đâu mẹ. Ban mà đi. Khương thôi trong tóc. Bốn người nấu hai con. Một người nữa con bự. Trời này nó bữa mấy nay á nó hơi ấm ấm ra nha, nó không lạnh nha, nó lạnh lạnh vừa đủ là mình bạn cái áo mùa thu thôi. Có bữa hổm mình đi lạnh quá lạnh, bữa hổm mà thời tiết gió nữa rồi lạnh nữa, mà mấy ngày nay là nó không lạnh, thời tiết quá trời đẹp luôn, rất là thích hợp cho đi cắm trại nè. Đẹp lắm hết rồi mẹ. Ừ. Ba ơi. Ừ. Con mèo Bi coi là Bi thấy cưng Bi muốn xíu luôn. Ôi trời. Nó ăn gần chút nó lại. Mày sẽ sốc. Mày ừ. Đó là lại nữa đó. Papa. Papa, cô yêu nghi pam nam nghi mục sợ chỗ. Nè. Wow. Mama, mày coi chứ? Mày có mèo mày coi chứ? Rồi con mèo kêu là con mèo là meo, meo. Nói gì? Gì đó hả? Dạ. Ừ. Dạ. Con mèo con kỳ. Con mèo con kỳ. Con kỳ có bùi không? Không ai nhé. Con. Con chó. Con chó hả? Ừ. Dạ. Con mèo con chó. À. Mò thai bá. Con mèo. À. Bà thích con chó. Vậy á, à tôm mày khăng á, chơi chơi á. À bác khăng chưa? Chưa. Chưa ngủ bao nhiêu cơ? Wow. Cô chú ơi, rồi hôm nay là con mèo có nhiều lắm rồi vô ở đây nữa sao? Làm sao cô chú? Mà con mèo là thích rồi mẹ ba hôm nói con mèo là bị thích quá. Mà Bi nãy ba làm đòi Bi nói không đừng mà ba làm đòi Bi khóc luôn. Đuổi con mèo đi mà khóc vậy. Không có đâu, mẹ nói là à nhỉ chứ yêu. Bà nội Bi ngon nè, ăn hết trơn luôn. Rồi con mèo qua mà con mèo là muốn ăn mà ba với mẹ với bà nội là không cho ăn mà Bi cho ăn rồi Bi mệt mà Bi muốn xỉu luôn, thầy thấy cưng ăn vậy
Dưới con mèo là ăn hết rồi, qua lại rồi. Ăn hết rồi, qua lại rồi, ăn nữa. Ăn wow. Non nữa. Wow. Mẹ ơi, Bi là ăn hết rồi, Bi đi nha mẹ. Đi đâu? Chọi lửa tắt tắt cho Bi. Để mẹ ấy lửa cái coi. Rồi, qua nữa, qua nữa, qua lại. Qua hoài hoài rồi, wow. Bi thấy cứ coi hoài hoài rồi. Đúng thì Bi thấy Bi ơi. Dạ. Bà ăn hết chén của Bi luôn rồi kìa. Thôi đi chút xíu. Ừ. 여기 좀 남았는데 이거는 아빠 어 찢어서 국물에 먹어 말아 먹을 거야. 아 잘 먹었네. 엄마 엄청 잘 먹을 것 같아. 어 다 잘 먹었어. 베베 자 남이 꼬쪽 내가 안 삼으라네. Rồi con mèo là ăn nhanh nhanh, ăn non lại lại rồi cô chú. Rồi xin chào tạm biệt cô chú. À, hôm nay mình quay đến đây thôi cả nhà. Ơ bye bye cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.